Xin chào các bạn, mình là Quang, mình chuyên chia sẻ những kiến thức giúp bạn thành công nhanh chóng nhất trên nền tảng Internet. Và trong cái chia sẻ hôm nay, mình chia sẻ các bạn này về chủ đề là thu nhập thụ động và cách mình xây dựng các cái nguồn thu nhập thụ động của mình. Thì đầu tiên chúng ta có một định nghĩa nhé. Về thu nhập ấy, chúng ta sẽ có hai loại thu nhập, nhất là thu nhập chủ động và cái hai thu nhập thụ động. Thì thu nhập chủ động tức là những công việc mà các bạn làm đổ mồ hôi công sức của bạn ra và các bạn đổi lấy tiền, gọi là thu nhập chủ động. Còn cái thứ hai là thu nhập thụ động là các bạn không cần phải làm mà các bạn vẫn có tiền. Đấy, thì nghe cái định nghĩa hơi sai đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ có một câu chuyện nhé. Đấy nhà về một câu chuyện đó nhà có một cái ngọn núi và có một cái bản làng. Thì trên ngọn núi có nước và bản làng thì không có nước. Thì có hai người, thứ nhất là một anh chàng chuyên đi xách nước từ trên núi về bản làng rồi bán cho người dân. Đấy. Còn cái thứ hai đó chính là một anh chàng đã xây dựng một cái hệ thống đường dẫn nước nhé, từ trên núi xuống dưới bản để cung cấp cho người dân. Thì trong năm đầu tiên thì anh chàng thứ nhất thì sẽ kiếm được tiền ngay đúng không? Bởi vì anh ta sẽ xách nước từ trên bản này về nhà, xách nước từ trên núi xuống bản bán cho bà con. Thì anh ta sẽ có tiền luôn. Và anh chàng số 2 thì anh ta tập trung vào xây dựng đường ống dẫn nước. Đấy thì trong năm đầu tiên anh ta không kiếm được tiền. Đấy thì sang năm thứ 2 thì khi hệ thống nước hoàn thiện thì bắt đầu nó sẽ có một nước chảy tự động từ trên núi xuống dưới bản. Đấy thì anh chàng số 2 thì sang năm thứ 2 sẽ kiếm được rất nhiều tiền và anh ta không cần phải đầu tư quá nhiều thời gian công sức. Và anh ta ngồi và tiền chảy về túi. Thì câu chuyện nó không hề đơn giản như thế đúng không? Đối với anh chàng số 2, khi mà anh đã xây xong cái nguồn thu nhập, xây xong cái đường dẫn nước rồi ấy, thì anh ta vẫn phải mất thời gian công sức để anh ta bảo trì đúng không? Đấy, ví dụ như là hệ thống nước bị rò rỉ này hay bị gãy bị hỏng này thì vẫn cần phải bỏ thời gian công sức, nhưng mà nó sẽ ít hơn cho anh chàng đầu tiên là vẫn phải xách lên xách xuống, chạy lên chạy về lên chạy xuống, và mỗi ngày chỉ xách được khoảng độ 4 xô thôi là hết ngày rồi. Còn anh chàng số 2 thì hệ thống nước chảy về tự động nên là được rất nhiều khối nước và anh đăng ký được rất nhiều tiền từ đó. Thì đó là một câu chuyện nó đại diện cho cái chủ đề nhà thu nhập thụ động cũng như là chủ động. Thì đối với các bạn ấy, thì mình đặt câu hỏi là các bạn sẽ chọn bạn anh chàng nào đúng không? Thường là các bạn sẽ chọn anh chàng số 2 đúng không? Nếu mà nghe các bạn xong câu chuyện là thì chọn anh chàng số 2. Nhưng mà theo bản thân mình ấy, thì chúng ta nên chọn cả hai. Nếu như là mình sẽ chọn cả hai, mình sẽ phân bổ thời gian ra là đúng không, là mình dành khoảng độ 40% để mình xách nước thời gian đầu và dành 60% để mình xây dựng đường ống dẫn nước. Thì trong cuộc sống chúng ta hiện tại thì chúng ta đều diễn ra như thế đúng không? Chúng ta sinh ra, chúng ta đi làm, chúng ta có một công việc chủ động, chúng ta làm kiếm tiền thì bỏ công sức ra để kiếm lấy tiền. Thì sẽ đến một thời gian bạn không đủ công sức bạn làm việc, không đủ sức khỏe bạn làm việc nữa, thì lúc đó bạn hết tiền đúng không? Đấy. Thì chúng ta lên phát triển thêm nhiều cái nguồn thu nhập thụ động như kiểu anh chàng số 2 ấy, và xây dựng thêm nhiều cái đường ống dẫn nước. Thì qua câu chuyện đó thì mình với mục tiêu là mình giải thích các bạn là thu nhập chủ động là gì, thu nhập thụ động là gì. Tiếp theo là đến cái phần là mình chia sẻ về cái kinh nghiệm bản thân cá nhân mình, là mình đã xây dựng những cái nguồn thu nhập thụ động của bản thân như thế nào và nó là những nguồn thu nhập thụ động gì. Thì đầu tiên đó chính là kiếm tiền từ website và blog. Đấy, đây là cái nguồn đầu tiên. Thì khi bạn nhé xây dựng một cái website, các bạn là chia sẻ những cái thông tin hữu ích về một cái chủ đề nào đấy, thì các bạn là sẽ có những người dùng đúng không, lưu lượng truy cập vào trong website đó thì các bạn có thể kiếm tiền bởi những cách sau và thu động nhé. Thứ nhất là các bạn có thể đặt quảng cáo AdSense, quảng cáo của Google AdSense ấy, có thể đặt những cái quảng cáo đó lên trên website. Đấy, thì sẽ ăn chia phần trăm theo Google, thì cái này nó hoàn toàn thụ động nhé. Đấy, Google nó tự động phân phối quảng cáo trên trang web của bạn. Cái số 2 là bạn có thể kiếm tiền bởi tiếp thị liên kết affiliate, tức là bạn sẽ giới thiệu những cái sản phẩm dịch vụ, giới thiệu những sản phẩm dịch vụ của những nhà cung cấp và người ta sẽ trả hoa hồng cho bạn. Thì đấy là một cái đầu tiên mình xây dựng. Đấy, thì mình xây dựng cả thị trường Việt Nam và cả thị trường quốc tế. Các bạn có thể vào website richardquang.com để các bạn có thể tham khảo đấy, cách làm. Ok, cái nguồn số 2 đó chính là các bạn kinh doanh nhé.
kinh doanh những sản phẩm số, những cái ebook khóa học, hay là những cái phần mềm, hay là những cái template giao diện. Tức là cái sản phẩm số này, tức là sản phẩm thông tin ấy, hoặc là sản phẩm mà số thì bạn tạo ra một lần thôi nhưng bạn có thể bán được nhiều lần, thì nó cũng là một cái nguồn thu nhập thụ động đấy, tương đối. Ví dụ bản thân mình ạ, mình cung cấp những cái template về website đấy, hoặc là mình cung cấp thêm những cái khóa học online đấy, hoặc bạn nếu mà bạn là những cái chuyên gia, những cái diễn giả, hay là bạn là những người có kiến thức chuyên môn trong một cái lĩnh vực nào đó, bạn hoàn toàn để đóng gói kiến thức này của bạn lại thành khóa học online để bạn có thể đi giảng dạy lại đấy, và kinh doanh lại những cái đó, thì đó là một cái nguồn thu nhập động rất là tuyệt vời. Cái nguồn số 2 các bạn để phát triển. Số 3 là các bạn là đấy, các bạn là thiết kế hoặc các bạn bán những cái áo thun, thiết kế bán những áo thun tại thị trường Việt Nam hoặc thị trường quốc tế. Thì ngay cá nhân mình, ngay chẳng hạn mình cũng xây dựng cái nguồn thu nhập được từ cái nguồn thu nhập đó, mình thiết kế một cái áo thun. Thì đây giờ mình sẽ lấy cho bạn xem một cái mẫu áo nhé. Thì đây chẳng hạn này, đây là một cái mẫu áo này, đấy các bạn thấy áo thun này, in hình này Big City Boy, đấy thì bạn hoàn toàn có thể tạo ra những cái mẫu thiết kế và bạn in lên trên áo theo trend hoặc là theo xu hướng hoặc là theo những cái sở thích cá nhân của đối tượng khách hàng của bạn ấy. Đấy thì mình không có việc như thế, là mình đã tự động hóa nó, đấy, tự động hóa nó và theo một quy trình là bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì, và mình pass lại cho nhân viên làm. Đấy thì mình trở thành một cái ông chủ của cái dự án đó, và cái dự án đó nó sẽ kiếm mang đến doanh thu, đấy, một lợi nhuận một cách hoàn toàn tự động sau khi chi trả hết lương cho nhân sự các thứ. Đấy thì bạn hoàn toàn để thiết kế áo thun đấy, hoặc là với một quy mô rộng hơn là bạn xây dựng một cái mô hình kinh doanh quy trình hóa, không có sự tham gia của bạn ở trong đó. Đấy, quy trình hóa không sự tham gia của bạn trong đó, bạn trở thành ông chủ chứ không phải bạn là người điều hành nó, bạn trở thành ông chủ. Đấy, ông chủ của những cái cỗ máy đó, và mỗi cỗ máy kiếm được cho bạn 10-20 triệu đúng không, thì bạn xây dựng là 10-20 cỗ máy thì một tháng bạn có 100-200 triệu thu nhập thụ động. Wow, rất là tuyệt vời đúng không? Thì nói thì nó đơn giản thế thôi, nhưng mà làm thì nó sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn. Đấy, rất nhiều những khó khăn, những cái bạn không biết này, rất nhiều những cái này. Thì đấy, thì mình sẽ có những cái khóa học cụ thể chia sẻ các bạn là cụ thể từng chi tiết, từng cái bước làm trong từng cái nguồn thu nhập thụ động như này, những cái nguồn thu nhập mình xây dựng thành công, thì mình sẽ đúc kết nó lại thành những khóa học giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian, tối đa chi phí, đấy, và các bạn có kết quả nhanh chóng nhất. Ok, tiếp theo là cái nguồn số 5, đó chính là kiếm tiền từ YouTube. Đấy, YouTube cũng khá là tiềm năng, rất là tiềm năng. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng hay là có khả năng trong lĩnh vực nào đó, các bạn hoàn toàn để quay dựng cái video YouTube, các bạn đăng YouTube, các bạn kiếm tiền từ YouTube. Đấy, rất nhiều những người kiếm rất nhiều tiền từ YouTube. Đấy, và YouTube thì nó cũng khá là thu động, đấy, không phải thu động 100% đúng không? Các bạn phải sản xuất video, phải đầu tư thời gian làm việc, đăng tải lên thì các bạn mới có những lượt xem, lượt view. Hay là các bạn phải tối ưu hóa rất nhiều thì bạn có được nhiều lượt xem, lượt view thì các bạn mới kiếm được tiền, chứ không phải là cứ đăng video lên là kiếm được tiền. Đấy, nhưng mà nó rất là tiềm năng. Đấy, thì mình có một cái video là mình chia sẻ là mình kiếm được bao nhiêu tiền từ cái kênh YouTube mà bạn đang xem này này. Đấy, thì bạn hoàn toàn để xem cái video đó. Ok, tiếp theo, nguồn tiếp theo đó chính là cái nguồn buôn thuộc, đó nhỉ, tiết kiệm ngân hàng. Đấy, các ngân hàng thì bạn có một khoản tiền nhàn rỗi thì bạn hoàn toàn để gửi tiết kiệm ngân hàng. Hiện nay thì các cái ứng dụng của ngân hàng ấy hoàn toàn chúng ta gửi tiết kiệm online, các bạn hoàn toàn để ngồi tại nhà các bạn gửi tiết kiệm. Thì cái mức tiết kiệm hiện tại thị trường ấy mà thời điểm mình đang quay này thì nó sẽ khá là thấp, nó khoảng 4.5-5% một năm, 4.5-5% một năm. Nhưng mà các bạn lên nhé, đây là một cái nguồn khá an toàn, là an toàn để các bạn có thể gửi tiết kiệm là ngân hàng. Tiếp theo nguồn thu nhập tiếp theo mình sẽ xây dựng thành công đó nhà kiếm tiền từ đầu tư chứng khoán, từ cái lượng tức chứng khoán ấy. Thì mình đầu tư chứng khoán theo một cái xu hướng, đó là mình theo hướng dài hạn, tức là mình tìm trên thị trường chứng khoán 10 cái mã cổ phiếu mang lại cái tỷ suất lợi nhuận ok nhất của nhất. Sau đó mình có số tiền là mình chia đều số tiền đó, ví dụ có 100 triệu mình chia đều ra 10 cái mã đó, mỗi mã 10 triệu. Đấy thì mình để trong dài hạn từ 5 năm, từ dài 5 năm đến dài hạn 10 năm. Đấy, thì mình sẽ ăn một cái lợi tức
nó không lớn lắm, nhưng mà tỷ suất lợi nhuận nhé, một năm nó dao động từ 12-13% một năm. Đấy, thì mình không đi hướng trade, tức là mình không đi hướng là mua thấp bán cao, mà mình đi theo hướng là liên tục mua thấp bán cao liên tục, mà mình đi theo hướng là đầu tư dài hạn. Đấy, và ăn lợi tức. Ok, tiếp theo là cái nguồn tiếp theo đó chính là như bản thân mình đã hết rồi. Đấy, đấy là những nguồn nhận mà mình đã xây dựng thành công và mình đã có những nguồn như đó, và tiếp theo là những nguồn xây dựng là thu nhập thu nhập mà mình hướng tới trong tương lai, mình sẽ triển khai và mình sẽ xây dựng đó. Thứ nhất đó là tiếp theo đó là xây nhà và cho thuê. Đấy, hoặc là xây nhà thuê, tức là mình sẽ tìm những mảnh đất tại những cái khu công nghiệp, hoặc là cho sinh viên thì mình xây dựng nên những cái nhà trọ và cho thuê ra. Đấy, hoặc là mình mua những căn chung cư ấy, và mình tiến hành cho thuê, mua căn chung cư khoảng độ tỷ 2, tỷ 3, sau đó cho thuê ra, hoặc là xây dựng làm homestay. Đấy, cho thuê ra thì đó, xong là có người quản lý hết, tức là từ khóa bắt đầu bạn xây dựng những cái mô hình kinh doanh nó theo quy trình tự động và không có sự tham gia của bạn quá nhiều, không sự tham gia của bạn, hoặc là không sự tham gia của bạn hoàn toàn luôn. Đấy, và bạn ăn theo tổ chức, không ra hoàn toàn và ăn theo phần trăm. Đấy, tiếp theo là một nguồn thu nhập tiếp theo là bạn sẽ, đấy là mình tương lai mình đặt kế hoạch là mình sẽ đầu tư vào những cái dự án khởi nghiệp kinh doanh. Đấy, mà bạn chiếm là những cái cổ đông thì đó cũng là một cái mà mình đang hướng tới trong tương lai. Đấy, thì các bạn làm công việc kinh doanh, các bạn hoàn toàn để kết nối với mình. Đấy, thì các bạn, mình có thể giúp bạn về vốn này, hoặc là về một số cái kiến thức. Đấy, đó là đầu tư vào những cái doanh nghiệp, những cái startup. Đấy, tiếp theo là một cái nhà đầu tư vào thị trường và tiền tử cryptocurrency. Đấy, thì mình đã tìm hiểu cái thị trường này nhưng mà mình không tham gia quá sâu. Đấy, mình biết một số những cái bạn trẻ nhé, kiếm hàng triệu đô từ thị trường tiền tử này. Thì chắc chắn rồi, tiền tử này nộp lợi nhuận cao như thế thì rủi ro nó cũng cao, và cái lừa đảo mất tiền thì nó cũng xảy ra rất là nhiều. Đấy, thì trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về thị trường tiền tử cryptocurrency. Đó là những cái kênh đấy, thu nhập thụ động và mình chia sẻ với các bạn, và những cái kênh mà mình đã xây dựng thành công. Thì hy vọng là cái video này sẽ đem lại cho bạn một cái giá trị nào đấy, đấy, để các bạn biết được là có những nguồn thu nhập thụ động như thế và các bạn hoàn toàn để xây dựng nhé. Thì có rất nhiều nguồn thu nhập để các bạn xây dựng, nhưng mà thời gian ban đầu ấy, mình khuyên các bạn là làm cái gì chúng ta tập trung xây dựng một cái thôi. Rất nhiều bạn lại bị cái tình trạng là các bạn làm, đầu tiên bạn làm thiết bị liên kết này một thời gian, sau đó các bạn không có kết quả, sau các bạn đã nhảy sang mày mò làm kiếm tiền YouTube. Đấy, cũng một thời gian tầm 3 tháng không có kết quả, đã chán, đã nhảy sang là làm dropship này, xong rồi nhảy sang bán áo thun này, cuối cùng đi một quy trình qua 4 cái không có cái nào có kết quả cả. Đấy, và nó dẫn đến mất thời gian, và thứ hai các bạn mất niềm tin vào cái bản thân mình ấy, là mình làm như thế không được, bản thân mình chán quậy thế hay sao. Đấy, nó sẽ mất niềm tin, mất thời gian. Vì thế các bạn cần có một cái định hướng chính xác thời gian ban đầu, và các bạn tập trung nhé, tập trung làm một cái từ 6 tháng đến 1 năm thì các bạn mới có những kết quả, những thành quả, chứ không phải các bạn đòi là một thời gian ngắn mà đã có kết quả ngay được. Đấy, mà các bạn nhảy từ hình thức này sang hình thức khác, đó là dẫn đến sự thất bại của các bạn. Đấy, thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái thu nhập thụ động và những cách mình đang xây dựng nguồn thu nhập đó. Và bạn đấy, có thêm những cái nguồn thu nhập thụ động nào, bạn có thể bổ sung dưới phần mô tả. Tất cả cái nội dung video này đều là cái kinh nghiệm, là trải nghiệm của cá nhân mình, đấy, kết quả mình đã làm được, không có ý khoe khoang hay gì cả, chỉ là chia sẻ với các bạn thôi để các bạn có thể có động lực và các bạn phát triển thêm một tuần thu nhập, đấy, kiếm thêm tiền làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Ok, thì cái video này mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, và các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, bởi vì mình sẽ trở lại với nhiều cái video hữu ích hơn nữa. Chào tạm biệt.